sao nó tự nhiên lại tắt? Là mình làm cái mình chạy cái ánh sáng này để chiếu vào chủ thể. Xin chào các bạn đang thì theo dõi kênh Dương Tiến Tâm Camera. Nhớ là một là hướng ánh sáng, hai là cường độ, hôm nay cường độ sáng của từng đèn, setup ánh sáng trong phòng, phối làm sao tại studio của Dương Tiến Tâm Camera. Bên ven, Dương Tiến Tâm đang hướng cho các học viên. Bên má này và trục giữa của cái mặt sao ánh sáng lớp học nhất. Thầy Dương Lâm thì cái này nó không có công thức nào cả. Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Phải hiểu là đó là do kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm này, công thức thì mình cũng có thể nói là công thức sơ bộ thôi. Còn đẹp hay không, ví dụ như cái đèn này dịch lên nửa mét hay xuống nửa mét thì ảnh nó đã khác rồi. Cái đèn này để ra đằng sau hay để ra trước thì ánh sáng nó đã khác rồi và ảnh nó đã khác rồi. Kể cả hai đèn hay hai đèn mặt này luôn, và kể cả cái này luôn, kéo ra xa một tí anh để vào đó, nhìn là hiệu ứng có nhận này đó. Đây là những cái công năng cái này sơ bộ thôi, còn đi sâu hơn nữa của từng học viên một thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ phải trau dồi nhiều hơn. Nói như này thôi nhưng làm thì rất khó, và để nó biến thành một cái kiến thức của chính mình thì phải có một chút thời gian và có phải có một chút thêm một chút kinh nghiệm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là qua một cái buổi học nhỏ nhỏ này thôi thì các bạn đã nắm được phần nào rồi, và sử dụng cái đèn nó sẽ hiệu quả hơn là khi các bạn chưa có buổi học như này. Đây là cái bộ đèn DBX của Zinbay, kết hợp giữa đèn trong phòng và đèn ngoài trời HD 400 Pro. Tôi học này để làm gì? Đèn flash của Zinbay là một cái công nghệ mới nhất hiện nay, bóng dẫn led, độ hồi cực kỳ nhanh luôn, công suất chia từ 1/64 đến 1/256 của ông Quỳnh nhé, đúng không? Và nó tránh cái ánh sáng này nó đi vào những vùng không mong muốn. Anh Yến Tâm đang vị trí mình muốn thôi. Chia sẻ một số những cái kinh nghiệm cơ bản nhất đối với bạn học viên ở trong lớp. Đây là một lớp từ cơ bản đến nâng cao của thầy Dương Lâm. Các bạn mua một bộ đèn được tổ chức tại studio của Yến Tâm. Nó cháy đi một đèn hoặc nó hỏng đi hai cái đèn nhỉ? Thì các bạn xoay sở như nào thì từ từ những bài học sau hoặc những cái video Yến Tâm sau camera hướng dẫn cụ thể hơn. Thì các bạn mua đèn sẽ được hướng dẫn. Chúc các bạn setup ánh sáng. Có một cái hướng dẫn sử dụng chụp phòng tốt hơn. Và chia sẻ những cái kiến thức cơ bản. Cảm ơn anh Yến Tâm. Bây giờ mà bây giờ bắt đầu vào cái buổi học chuyên sâu của thầy Dương Lâm. Các bạn tắt đèn đi. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Yến Tâm Camera. Các bạn thấy hay, thông tin bổ ích xin hãy đăng ký like và chia sẻ để theo dõi những cái video bổ ích sau của Yến Tâm Camera. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.